em thấy điểm mạnh của em là nhanh nhẹn, thích kinh doanh đó chị. Với lại đúng giờ. Còn điểm yếu của em là không biết nấu ăn, không có tỉ mỉ mấy á. Dạ em là Trang. Dạ anh lưu lại tên của em vào đi. Mình cùng bên nhau, mình kề vai nhau, cùng trao cho nhau nồng nàn yêu thương, cùng đi bên nhau vượt ngàn gian nan, cùng nắm chặt tay đi khắp nhân gian. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tường đang rất là háo hức đây, sẵn sàng tâm lý rồi mà không biết là hai người tham gia chương trình tâm lý của họ ra sao. Một chàng trai đã ngồi đây rồi nhé. Bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài đưa cô gái vào và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện hẹn hò của người ta, không phải cứ tươi. Rồi bên trái cơ. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Bên đây. Dạ, em chào chị Cát Tường. Rồi bây giờ mình giới thiệu lớn nha. Em tên Trịnh Duy Thịnh, sinh năm 1991. Và hiện tại em đang làm nhôm kính và em đang sống tại Biên Hòa. Quê mình gốc ở đâu? Em gốc thì ở Hà Nội ạ. Hà Nội và Biên Hòa lâu chưa? Em vào được 3 năm nay. 3 năm vậy giờ mình đang sống với ai ở Biên Hòa? Hiện tại thì em đang sống với gia đình em ở Biên Hòa. À, vô hết cả nhà luôn. Dạ dạ. À, rồi làm cái cửa kính gì đó là giờ em làm gì chồng? Gia công và lắp ráp. Làm cho người ta hay mình làm cho mình? Thế là gia đình em có cơ sở. À, làm chủ luôn. Làm chủ. Dạ. Làm chủ làm công gì là tao làm hết. Dạ dạ đúng rồi, làm hết luôn ạ. Đông anh em không? Em có 5 anh em, nhưng một anh thì qua đời rồi, còn 4 anh. Em là thứ tư trong nhà, còn một em út. Con trai hết? Dạ vâng, một bé luôn. Trời ơi, sao ba anh em chưa chiếc xe tăng? Mời em gái giới thiệu. Dạ. Em là Phạm Thị Huyền Trang, em sinh năm 1998, nhà em ở Buôn Ma Thuột. Em làm bên mảng bất động sản. Quê em thì ở Thái Bình ạ. Buôn Ma Thuột ở thành phố hay ở đâu em? Không, ở ngay rìa thôi chị. Rồi có khi nào mình vào xuống tới về gì Biên Hòa chơi chưa? À, Biên Hòa thì chưa, nhưng em có ghé Bình Dương với lại Hồ Chí Minh là nhiều. À, Bình Dương là nhiều ha. Rồi có dịp mình sẽ đi Biên Hòa chơi ha. Cách đây 30 cây thôi, mình chạy xe Honda khoảng tầm 1 tiếng là tới, phải không em? Dạ vâng. Rồi. Nhà đông anh chị em không? Nhà em có hai anh trai ạ. Bây giờ là đang sống với ba mẹ hay sao em á? Em đang sống với ba mẹ ở nhà. Rồi. Rồi đi xuống đây là đi ghi hình là đi mình hay đi với ai? À, em đi với mẹ. Ồ, đi với mẹ hả? Rồi một lát chị sẽ ra trò chuyện với mẹ nha. Ê, em thấy điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Em thấy điểm mạnh của em là nhanh nhẹn, thích kinh doanh đó chị. Với lại đúng giờ. Còn điểm yếu của em là không biết nấu ăn, không có tỉ mỉ mấy á. Chắc là còn nhỏ mà, mới 23 tuổi phải không? Dạ đúng. Sống với mẹ chắc cũng mẹ cưng là mẹ nấu cho ăn rồi nên đâu biết nấu. Chứ mai mốt ở với chồng rồi cũng phải từ từ lo học nấu chứ giờ sao? Dạ. Em bây giờ nhưng mà đã muốn lấy chồng chưa? Có. Nghĩ bao nhiêu lâu nữa kết hôn là hợp lý? Em ở nhà khoảng... mẹ có nói không? Em nghĩ là khoảng trên 10 tháng. Có nghĩa là mình sẵn sàng là kết hôn, như là mình tìm được đối tượng để tìm hiểu khoảng... Nghĩa là 10 tháng đến 1 năm để biết rõ cái tính cách đã chị. Là coi như là cũng thời buổi này vậy là cũng muốn lấy chồng sớm đó. Phụ nữ thì lấy chồng thì phải theo chồng. Rủ với chồng không ở trên Đắk Lắk, chồng ở xa thì em có ngại không? Không, em đi được ạ. Do em cũng hay đi công tác giữa mấy các tỉnh khác. Mà muốn ở riêng thôi hay là còn thí dụ đi làm dâu ở chung gia đình chồng thì em có ngại không? À, thì cái đó phải nhờ mẹ chồng để dạy cách làm dâu. Thấy chưa, con người ra đường trần từng trải nói chuyện là thông minh liền. Tôi thích cái cô này nè, ở rể được không? Dạ em ạ. Em thì ở đâu cũng được, nghĩa là hai đứa có thể cùng cố gắng cùng nỗ lực. Đi ở nhà ai phụ kinh doanh gia đình, có hệ thống có dây chuyền hết trơn rồi thì đó mình sẽ sắp xếp lấy em thì về em ở. Công việc thì mình có thể san sẻ, có thời gian thì lại về mẹ vợ. Giờ nhà tới là mấy anh em trai lẫn thì giờ có khi nào mà mấy anh em bàn với nhau là ai mốt ở phụng trong nhà lo cho ba mẹ rồi ai ra riêng không, chứ không lẽ giờ ba bốn cặp bọn em chồng. Cộng tác luôn, cộng tác nhưng mà ba bốn cặp ở chung trong nhà đâu không có gì. Hiện tại thì bọn em đang ở chung cư, mua được hai căn nhà rồi. Hai căn gần nhau hả cưng? Dạ đúng rồi. Nhau có nghĩa là cũng có cái chung mà cũng có cái có, riêng. Có riêng, dạ có sự nhà riêng ai cũng có riêng rồi. Dạ. Nhưng mà chị thấy vậy hay á, ráng đi dành cái mấy anh em mua thêm căn hai căn nữa nguyên. Dạ, chung cư luôn ha. Dạ. Cứ mỗi người một căn, cái mẹ ở một vòng thích mẹ ở bên nhà này, mẹ ở nhà kia, mẹ ở là ngon lành. Dạ đúng rồi. Vâng. Hai căn đó là ai, của ai với của ai? Của anh hai và anh ba. Còn bây giờ là còn em với thằng út nữa phải không? Dạ vâng đúng rồi. Kế hoạch chừng nào mới mua được căn nữa?
Tương lai thì cũng chưa biết trước chị ạ, chỉ là em sẽ nỗ lực và cố gắng. Nhưng mà có định hướng là mua phải không? Đúng rồi ạ, chắc chắn. Vậy là tốt quá rồi. Em là theo đầu xuôi đuôi lọt. Các anh có thì chắc chắn em sẽ cũng có để các anh cộng tác vào. Các anh đã có rồi là em phải phấn đấu, phải noi theo như vậy. Công việc ổn định. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Em thì là một người hướng nội. Mọi thứ cái nào mà nó làm trái với lương tâm của mình là em không có động đến, như hút thuốc hay là đi bar hay là nhậu nhiệt say xỉn, không có. Mọi thứ đều không. Sống có trách nhiệm, sống vì gia đình. Khuyết điểm của mình là gì? Cảm thấy mình hơi rụt rè, chưa tự tin trong giao tiếp lắm. Bên đây cô gái vì do là cái môi trường làm việc là mình phải tiếp xúc, mua bán mà mình không nói nên sao người ta mua. Thấy bạn đứa bên kia khá là tinh tế, giao tiếp tinh tế, nhanh nhẹn. Đôi lúc nó cũng là một cái sự hòa hợp lại với nhau, nó không bổ trợ cho nhau rất là tốt. Em mong tốt là đó. Như vậy. Chị cũng mong như vậy. Em gái trải qua mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình đơn phương thôi ạ. Em đơn phương người ta hả? Dạ đúng rồi. Sao thì kỳ vậy, rồi mình có tiết lộ cho người ta biết không? Biết vậy anh nè, lên bàn trên á. Trời ơi, là hồi học chung á hả? Dạ. Em biết nói gì chồng? Em biết là mình thích bạn lắm rồi, cho mình làm quen. Xong rồi gửi lên xong rồi qua tiết bạn ấy biết lại không? Hiểu xong vậy thôi. Dạ. Phủ phàng vậy? Đó em cũng gọi là rụt rè á chị. Thời đại học em rụt rè đó. Lúc qua lớp mấy? Lúc đó thì em viết tư năm lớp 9. Mà em tương tư bạn ấy từ năm lớp 6 rồi. Lớp 6 cũng lo học nít quỷ, lo tương tư anh kia má mẹ ngồi dưới mẹ nghe trơn. Tới lớp 9 tỏ tình bị nhỏ nói chỉ không. Rồi mối tình thứ hai? Cũng tương tư cùng lớp ạ. Bạn ấy kiểu như học giỏi á. Nhất là học giỏi toán. Mình cũng gọi là ngưỡng mộ á chị. Có tỏ tình không? Không tỏ tình luôn, rất kinh nghiệm. Sợ hả? Dạ. Lúc qua lớp mấy? Lớp 10 theo đuổi đến lớp 12 ạ. Trời ơi, số cô này cũng theo đuổi chi mà lâu dữ vậy trời. Kiểu tới lớp 6, tới lớp 9, tới 10, tới 12. Trúng thủy á chị. Tiếp người của em. Trời ơi, nhiều khi giờ người ta có lấy vợ sinh con luôn rồi quá. Dạ, chưa. Chưa luôn? Chưa. Mà giờ còn thích không? Không. Sao vậy? Tại vì mình đi ra ngoài á, mình lại thấy được nhiều người nó cũng có ưu điểm như vậy. Nhưng mà rồi tại sao chưa có mối tình nào chính thức mà cả hai yêu nhau? Chắc em hơi kén chọn á. Có ai đeo đuổi em không? Có một số bạn. Dạ. Người ta cũng tương tư em giống như em tương tư hồi trước vậy gì? Dạ dạ. Mà em từ chối hết. Dạ. Những cái điểm gì mà vì sao mà em từ chối hết? Tại vì em thích những người hoạt bát rồi vui vẻ rồi biết quan tâm á chị. Dạ cũng khó ha, 23 tuổi mà cũng từng trải ha. Rồi em thì sao? Tình trường mình như thế nào? Thời sinh viên thì cũng có vài mối tình đơn phương. Cho đến bây giờ thì em vừa trải qua hai mối tình. Mối tình 5 tháng và mối tình 6 tháng. Rồi sao chia tay mấy mối tình đó? Mối tình đầu tiên thì có thể là chưa có thể hiểu được thấu với nhau về tính cách cũng như là về công việc của nhau. Còn mối tình thứ hai thì có thể khoảng cách cũng hơi xa. Xa là ở đâu em ở mà? Cô ấy thì ở dưới Vũng Tàu. Em ở Biên Hòa. Thật ra nếu chạy xe thì công việc của em ấy thì nó khá là bận rộn. Mà bé đấy cũng vừa 18 tuổi. Nên, cô đó mới 18 tuổi à? Dạ, nên có thể là chưa hiểu được cái tính chất công việc của em ấy. Dạ. Bây giờ giả tỷ bây giờ lên tới tuốt trên Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột nè. Hiện tại là cô ấy sống ở Buôn Mê Thuột. Rồi giờ sao? Thì em sẽ có thể sắp xếp được vào một dịp nào đó sẽ lên. Dạ. Nói chung là tuổi trẻ mà, dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Dạ. Thích là tới. Dạ. Còn không có cho nhau cơ hội là bích cửa luôn. Dạ. Anh bận quá anh không có tuần này, ví dụ anh hẹn lên không lên được, em có sẵn sàng xuống thăm ảnh không? Dạ có. Đó, chị đã thích những cô gái mạnh mẽ như vậy. Dạ. Ok. Có hình không cưng? Em có hình ạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích mẫu bạn mẫu bạn trai vui vẻ, biết quan tâm và hoạt bát, đừng có tỉ mỉ quá. Về ngoại hình? Đẹp trai là được. Rồi cao đâu có hình không? Cho chị mượn coi, chị cho cổ coi coi. Đây, trong ba anh ấy em chọn anh nào? Nhiều quá. Nhiều quá ha. Nếu em chọn, hai cô. Cô nào? Một là... Có thật chị ạ. Cô này hoặc là... Cô này. Cô này hoặc là cô kia sẽ được. Cô nào? Tại sao chọn cô đó? Giác quan. Giác quan. Rồi, ok. Cứ giữ nguyên như đi, có phải không? Bên này cũng khó lắm nè. Cô nào, anh nào? Em đoán anh áo sọc ạ. Áo sọc, lý do? Cách nói chuyện đó chị. Cách dạ. Nói chuyện. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nhìn đi. Hai bạn hãy nhìn vào cánh cửa trái tim để xem sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Đoán sai em chưa? Dạ. Sao, biết cổ là ai chưa? Em là cô gái mặc đầm màu đỏ. Hồi nãy giờ cứ chỉ đó hoài mà không chọn.
Rồi bên đây thấy mình sai chưa? Dạ áo trắng. Đúng rồi. Thôi, bây giờ gặp nhau trực tiếp ở bên ngoài rồi, cảm nhận đầu tiên của mình thấy như thế nào? Cô khá là dễ thương, dạ, khá xinh xắn, vóc dáng giống mẹ ha. Giống dạ. Mẹ. À, nãy giờ có nhìn mẹ dạ, ở dưới có, à? Có. Thế còn em, cảm em xúc của mình thấy như anh thế nào? Cũng đẹp trai ạ. Dạ. Ê, qua qua kìa, qua đi nha, tặng qua đây luôn. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn. Dạ, cảm ơn em nhỉ. Này là gì đây em? Em tặng cà phê tự rang xay ạ. Dạ. Cũng là xay ạ. Còn này gì đây cơm, cứ ra đi. À, anh có gửi anh có tặng em quyển sổ giống như là trái tim của anh ấy, muốn gửi gắm vào quyển sổ đó em có thể lưu lại những cái những kỷ niệm hoặc là khi nào mà giận ảnh gì ghi gì đó mà mốt gặp ảnh mình tính tiền quy đổi thành tiền. Rồi thôi bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để hai bạn trò chuyện với nhau ha, cho nó hiểu nhau được nhiều hơn một chút, chứ cái cơ hội mình gặp nhau nó cũng rất là khó khăn. Rồi mời hai bạn thưởng thức món ăn của chương trình dành cho mình và trò chuyện với nhau thật là vui vẻ nha. Ít phút chị Tường quay lại. Em tên Trang đúng không? Dạ em là Trang. Để anh lưu lại tên của em vào tin. À lưu lại tên ạ. À? Anh nhớ. Anh tên là Thịnh, em nhớ rồi đúng không? Dạ, em chào anh. Em thấy quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Em thích người quan tâm. Người quan tâm và trung thủy một tí, đúng anh giờ nè người... nha anh. Chứ em ghét người kiểu như hẹn xong rồi đợi cả tiếng đồng hồ chưa thấy. Anh là một người trung thủy, đúng biết quan tâm. Và anh cũng thích một người như vậy. Em cảm ơn. Thế là công việc của anh là ở đó à? Công việc của anh là hiện tại thì anh đang làm nghề. Nghề của anh là nghề nhôm kiếm. Và hiện tại bên anh có hai cơ sở đang đặt ở Biên Hòa. À. À, ý là muốn hỏi thêm là gia đình anh. Anh nghĩ là chắc nếu mà mình để tìm hiểu nhau sâu hơn và để mình đi xa hơn thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tại vì em cũng cảm giác là có thích anh nên mong là hy vọng anh sẽ có bấm nút về em. Anh khá ấn tượng với em. Dạ. Chắc anh nghĩ chắc em là một cô gái tiến thủ đúng không? Dạ đúng rồi. À, em liên tục tiến lên á. Anh thích những cô gái, những người như em. Nhưng có một điểm như thế này. Anh là con người hướng về gia đình. Làm gì thì làm, kể cả ra ngoài xã hội không biết làm gì. Nhưng ở nhà là phải là một người phụ nữ của gia đình. Em có chấp nhận được điều đó không? Chấp nhận được ạ. À? Ừ. Mình cùng nỗ lực, cùng thay đổi. À, anh có theo bên tôn giáo nào không? Anh là đạo Thiên Chúa. Ừ. Còn em? Em không có theo bên nào hết. Dạ. Thì em nghĩ là em có theo khi nếu trường hợp mà mình đến được với nhau thì em có theo anh không? Theo cái đức tin của anh không? Dạ được, nhưng phải một thời gian sau nữa. Một thời gian sau là bao lâu? Khoảng một năm sau. Một năm. Thế là trong trường hợp mà nếu mà mình đến được với nhau, mình kết hôn thì mình phải thực hiện luôn cái giao ước đó, là em theo hay là không theo. Yeah. Anh nghĩ là đạo thì làm con người ta tốt lên. Yeah. Làm con người ta sống tốt hơn, lương tâm con người ta sẽ lúc nào nó cũng được bình an hơn. Đó. Do em cũng chưa có tìm hiểu anh nên. Rồi em tìm hiểu anh, yeah. Em sẽ hiểu được về cái đức tin mà anh theo. Và em gặp anh sẽ em biết. À, em mời em thưởng thức đồ ăn đi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Mời em nhé. Thôi mời mẹ vô tâm sự đi, mời mẹ vô tâm sự đi. Dạ con mời cô vô đây, con hỏi ý kiến cô chút xíu nha cô. Dạ con chào cô. Cô tên gì vậy cô? Cô tên Châu. Cô tên Châu, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Cô 61. Thế hôm nay trước khi đi hai mẹ con có bàn tính với nhau không? Bây giờ cô mong muốn là cô tìm một rể tương lai là như thế nào? Cô thì mong muốn của cô là tìm một rể tương lai là gọi như bị làm sao hai đứa nó hợp nhau, nó có tình thương yêu nhau là gọi như để đưa đi đến hôn nhân. Chứ còn em bảo là bây giờ ra ngoài xã hội thì yêu thì bỏ yêu rõ rệt lắm. Dạ. Mà bây giờ giả tỷ gì rồi gả con gái đi xa rồi có chịu không? Bây giờ là thổ phần duyên phần, bây giờ là nó ứng như dù xa dù gần thì mình không thể. Dạ ăn thua tình yêu tụi nó ha. Quan trọng là hai đứa nó hợp nhau thì nó đến với nhau hạnh phúc. Dạ rồi bây giờ bữa nay nè, đậu này cô thấy sao? Ủa nó nghe nè, sao? Dạ. Sao bộ đồ mới toanh vậy? Dạ, nãy lên chương trình là em sắm toàn bộ đồ mới các bạn, để mang đến những điều mới lạ cho cô. Đừng nói tu giày mới luôn nha. Tất cả đều mới chị ạ. Ủa nó thiệt luôn hả? Vâng ạ. Dạ. Em đi sắm cả đêm hôm qua. Được, ngon lành. Bây
lên chương trình đi. Dạ, dạ. Con chào cô. Bây giờ con gái cô đây theo cháu thì nếu mà ưng là cô gái luôn. Dạ. Ưng là cô gái luôn. Dạ. Cô giao em cho con được không? Mẹ quá tuyệt vời rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi để cho hai bạn nó tìm hiểu thêm. Rồi chắc chắn là phải có qua lại. Nhưng mà quan trọng để trước khi mà đưa về gặp gia đình thì bản thân hai đứa phải tự tìm hiểu nhau trước cái đã. Đúng không? Khi mình tình cảm nó chín mùi hợp nhau rồi thì mình về ra mắt hai bên rồi mình xin phép ra gia đình. Cha mẹ nào cũng thương con à, muốn con hạnh phúc thôi. Con cảm ơn cô. Chúc cô sức khỏe nha. Con chúc cô sức khỏe, con gửi lời thăm chú ở quê luôn nha. Nói chung được gia đình mà ủng hộ mình như vậy là quá thoải mái, thuận lợi rồi. Thật ra cái chính bây giờ cũng là hai bạn thôi, chứ không phải là ba mẹ hay là người nhà của mình. Mình không thích thì đâu có, ba mẹ có ép cũng đâu có được đâu. Chơi trò chơi xíu cho nó vui vẻ nha, để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đây, có những lá bài rút đi, coi nói gì ở trong mình thực hiện theo. Cô gái tiến tới, massage cho chàng trai trong một phút, rồi nói cảm nhận của cả hai. Em làm được không? Em làm được không? Em làm được không? Nghe anh nói em làm được không? Ít nhất gì đó nhỏ lớn cũng phải bắp vai cho ba, bắp vai cho mẹ chứ, phải không? Mời qua, rồi mình sẽ nói cảm nhận của nhau. Khi nào xong chị nhớ nhắc em. Một phút tôi cũng đang mỏi vai lắm, ước gì có chàng trai nào tới bắp vai với tôi. Thật hạnh phúc. Có khi làm về mà thấy mệt mỏi, có cô gái bóc massage thì chắc là tuyệt vời của chị. Tuyệt vời luôn ha. Dạ. Yeah. Rồi, em gái thì cảm nhận như thế nào? Nóng á. Ai nóng? Dạ anh Thịnh phải không ạ? Ủa kỳ vậy, ảnh nóng mà mình massage mình đổ mồ hôi mình phải nóng chứ, xong cái người kia nóng vậy là con người ảnh ấm áp phải không? Dạ đúng á. Rồi thôi được rồi, cảm ơn Cưng. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi, dạ, em đi Cưng. Sao, thấy sao Cưng? Dạ, tuyệt vời chị. Còn em thì như thế nào? Dạ em thấy ấm áp. Rồi như vậy là cũng mình một vài cái bài test thôi để dạ. Mình xem cái cảm xúc mình như thế nào thôi. Đây, mời em. Bạn hôn lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Theo bạn, làm thế nào để có nụ hôn nồng cháy với người yêu? Tội nghiệp, hỏi nhỏ, tôi biết nhỏ là trả lời luôn nè. Rồi trả lời đi Cưng. Ủa quên, tới em chứ cô này, ta chưa có bạn trai mà ta mới so bóp xong rồi. Em chưa hôn rồi à? Chị hôn lần nào thật à? Dành câu hỏi cho anh. Đúng rồi, câu hỏi là câu hỏi của anh mà tự nhiên anh bắt người ta trả lời. Anh hôn lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Hôn lần đầu năm 27 tuổi. 27 tuổi mới hôn lần đầu. Hiện tại em vẫn đang là tân đi. Hiện tại em vẫn đang là tân đi. Hả? Hiện tại vẫn là trai tân. Ghê. Được không? Được không? Dạ được. Câu nữa là làm thế nào để có nụ hôn nồng cháy với người yêu? Chắc ý là cả hai đều có cảm xúc. Dạ. Thì nụ hôn đó anh nghĩ chắc là nồng cháy. Biết chưa mà dạ hay vậy? Không, em nghe ý kiến của anh thôi. À, nhưng mà rồi bây giờ muốn hôn không? Qua thêm câu hỏi này đi chị. Cho thêm câu hỏi nữa hả? Dạ. Trời, lần đầu tiên tôi thấy có người tham gia chương trình mà xin thêm câu hỏi. Trời ơi, người ta có một câu ổng xin thêm nữa. Trời. Điều gì bạn cảm thấy thu hút nhất ở một người phụ nữ? Nụ cười. Anh thích nụ cười. Ai cười người đấy cũng đẹp. Dạ. Em cười cũng đẹp. Rồi, giờ tôi hỏi bạn chàng trai nè. Tôi nghe đồn là hôm nay là coi như đầu tư nè, nãy mới nói là đầu tư nguyên bộ đồ luôn. Dạ. Ngoài bộ đồ ra, cái bộ đồ là bên ngoài, rồi bên trong có đầu tư gì nữa không? Thì em là một người thích hát. Nãy giờ chưa hát tặng bài nào hết. Ngày xưa em ước là mình có thể là làm cái gì đó trong nghệ thuật được. À vậy hả? Có đam mê. Dạ. Thế bây giờ mình hát tặng mọi người một bài đi. Em thích đam mê sáng tác nhưng không biết là cái ca khúc nó có hay không. Wow, rồi nãy gần đây có sáng tác bài nào không? Có, em mới sáng tác một bài về tính cách của em và về cái cách nghĩ của em. Ừ. Về cuộc sống. Rồi, bây giờ mình có thể chia sẻ với chị Tường, với bạn gái bên đây nghe nè. Em có thể đặt tên bài hát cho anh nhé, sau khi anh hát xong nhé. Chưa có tựa hả? Chưa. Lắng nghe cho kỹ lời bài hát nghe Cưng. Rồi, mời em trai. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chơi với. Chẳng hiểu tại sao lại không yêu ai. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn cô đơn. Một mình lặng lẽ cùng thời gian trôi. Anh chẳng hút thuốc, chẳng rêu say, anh chẳng đi ba chẳng lăng nhăng, anh chỉ có mỗi tâm chân tình, lại chọn yêu thương là dành cho em. Mình cùng bên nhau, mình kề vai nhau, cùng trao cho nhau nồng nàn yêu thương, cùng đi bên nhau vượt ngàn gian nan, cùng nắm chặt tay đi khắp nhân gian. Đừng rời xa nhau, đừng bỏ nhau đi, đừng mang nỗi đau dày vò con tim, đừng trao cho nhau hai từ chia tay.
Ngày hôm nay gặp em là cái duyên trời định, là tình yêu bắt đầu, là trái tim rung động. Em xinh như cô tiên, giọng nói thật ngọt ngào, nụ cười thì tỏa nắng, ánh mắt thì dịu dàng, làm cho anh say đắm. Anh thì chẳng đẹp trai, cũng chẳng phải đa tài, nhưng anh sống hết tình, còn yêu thì hết mình. Hãy cho anh cơ hội, hãy nắm tay của anh, để giông tố ngoài kia mình cùng nhau gánh vác. Hãy yêu anh em nhé, để sự sống nhân lên, để ông bà có cháu, để cuộc đời thêm vui. Mình cùng bên nhau, mình kề vai nhau, cùng trao cho nhau nồng nàn yêu thương, cùng đi bên nhau vượt ngàn gian nan, cùng nắm chặt tay đi khắp nhân gian. Đừng rời xa nhau, đừng bỏ nhau đi, đừng mang nỗi đau dày vò con tim, đừng trao cho nhau hai từ chia tay. Hãy trao cho nhau bao điều yêu thương. Này, rồi đặt tựa đi. Dạ, tìm đường đến tình yêu. Nghe cũng được. Nghe cũng hay. Để chị đặt cho dài thêm vài tên về suy nghĩ nha. Ví dụ như là ngắn gọn thì là anh đó, hay là tấm chân tình của anh, đừng rời xa anh em nhé. Hôm nay về suy nghĩ nha đó. Hoặc là tìm đường nghe ghê quá. Con đường đến tình yêu đi, hay hơn chữ tìm. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Thì đèn đỏ rồi, giống như lúc nãy nha. Mẹ bạn gái thì đã ủng hộ rồi đó. Nhưng mà bây giờ làm sao cố gắng sắp xếp. Như cô này cô cũng còn trẻ lắm, còn nhỏ lắm, mà cũng muốn kết tiến kết hôn, cũng chín chắn này kia rồi. Nhưng mà phụ nữ em phải thông cảm là người ta cũng có sự nhõng nhẽo nè, cũng muốn được người yêu chăm sóc nè. Thì thí dụ điều kiện mình không đến được, nhưng mà cái điện thoại hay là cái quan tâm, cái nhắn tin thì mình nên thường xuyên, để mình rút ngắn được cái khoảng cách về địa lý. Bây giờ là gửi tặng em gái một món quà của chương trình. Để em coi. Gì nắm chi ngược tay vậy, cái tay bên kia đi. Trời ơi, như này nè. Cô hiền dữ vậy ta, hay là rối quá. Cho hôn má bạn gái một cái nhẹ nhàng thôi. Kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau, biết đâu sau này là vợ mình đó. Con xin phép cô cho con được hôn em. Cô gật đầu, cô gật đầu. Con cảm ơn cô.